Vừa qua, Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hà Kotobuki đã tổ chức đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Công ty luôn xác định việc xây dựng Đảng, nâng cao vai trò của Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội nhằm tập trung trí tuệ, đổi mới tư duy, phát huy sức mạnh tập thể, chấp nhận sự cạnh tranh để hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty phấn đấu nguồn vốn và tổng tài sản tăng 10%, lợi nhuận tăng trên 5%, thu nhập bình quân tăng 10% và chỉ tiêu nộp ngân sách tăng 8%. 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 30% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tại Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ năm 2015-2020, Đảng ủy Công ty khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch và vững mạnh, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo chính quyền hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đưa các sản phẩm của công ty trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bánh kẹo thực phẩm của cả nước. Trong bối cảnh nền kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, Đảng ủy Công ty luôn bám sát các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt để Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm.